chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Master. Tại sân học tập và làm việc tại Long Kéo Tisun. Các bạn lưu quý Long Kéo Tisun nhớ like, subscribe kênh. Đây là màn karaoke các con Temisen WX 1509 đỉnh nhất trong làm giá nha. Nhớ like, subscribe kênh nha, đừng biết like của em á. Tất cả các nút chỉnh đang mức 40 trừ eco, em đang tắt eco một bật eco lên xíu. Chỉ là anh muốn ôm chặt em lúc này, giữ chặt em lúc này, không buông tay để cho em không thêm một lần nữa thôi. Thêm một lần cuối cùng rồi ta sẽ rời xa. Come on. Vậy là kết thúc sau nhiều năm nói cười, ta cũng không thể nào đi chung đôi. Vậy là anh sai, sai từ ngày lúc đầu, chỉ vì yêu em quá đậm sâu. Để giờ đây nặng mang u sầu. Come on, come on. Hát thủ. Âm lượng mít đang 50 thôi nha chị. Đừng quên tên anh. Hồi nãy là trước là để cho em khóc. Giờ đừng quên tên anh. WX, WX, em đi xem WX 1509 nha. Giá 4X kỳ hay, nhạc rất hay, tiếng echo của em rất là hay. Mất trong hố nha anh chị, để các bạn xem. Trong hố là hố. Có mấy lúc ta được gọi là bên nhau, để nói em nghe những câu chuyện từng làm cho anh đau. Cố cắn đôi môi để sao, tại sao như thế này, tại sao sân ngồi nơi đây còn hồn em bay. Tệ rơi về thôi, không to được bằng đôi mắt em. Khóc em ơi, hãy để lên vai này anh gánh vác tay. Ngày nắng quanh năm chưa sâu, chỉ một ngày nhớ surprise. Chỉ một ngày mưa như thế mà em đã vô buông tay. Đấy, cảm ơn chị mọi đã xem video. Tắt echo cho dễ nói chuyện. Lo em về gặp nhà nha anh chị. Chưa tắt echo ta. Lộn. Bấm về bật về cái nấc cao nhất. Đấy, lo về ngập nhà luôn nè. Anh chị các bạn xem. Đấy. Lo hiện tại lo kéo Tiso có 3 cái kho. Đấy. 3 kho luôn nha. Đây là kho trên lầu 2. Và tầng trệt ở dưới nữa. Tầng trệt dưới là lo bự. Đây thì cũng có những cái như mẫu mà từ vài trăm cũng có đến 13 triệu. Đấy, hàng trên là tầm dưới 1 triệu rưỡi nha. Hàng dưới là đây, có một số lo bự. Tại chưa có khui hết. Chị các bạn thông cảm, đầu năm với lại hàng nó cũng hạn chế. Nói chung cũng khoảng 70 mẫu á. Tầm khoảng 70 mẫu. Hiện tại là ba cái kho còn khoảng 70 mẫu nha. Trên lầu cũng có lo nữa. Đấy. Rồi, chị các bạn yêu quý nhớ like, subscribe kênh, chia sẻ video. Chủ yếu là em hát cho anh chị cảm nhận video âm thanh chiếc mic nó nhẹ thôi. Chứ em hát không hay, chị đừng ném đá. Và chị bỏ qua thông cảm. Xin đừng thấy, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhớ like, subscribe, chúc một năm mới tràn đầy dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Bye bye.